Chào các bạn, đây là DS918 Flirt, ổ cứng mạng của Synology hướng đến những thị trường doanh nghiệp với thiết kế 4 ổ cứng. Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu những cái giải pháp sao lưu dữ liệu tổng thể của cái ổ NAS này hướng đến thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về thiết kế của DS918 Flirt thì nó mang thiết kế rất là nhỏ gọn với kiểu kết cấu 4 ổ cứng nằm cạnh nhau. Khi mà chúng ta thao tác để thêm ổ cứng vào thì nó rất là đơn giản, chỉ cần tháo lẫy khay ổ cứng và chúng ta rút ra. Từ đó chúng ta gắn ổ cứng mà không cần phải sử dụng ốc vít để có thể thao tác. Nói chung thì với thiết kế này thì chúng ta cần phải bảo mật ổ cứng ở trong những cái nơi mà nó an toàn, chứ không kẻ trộm có thể lấy cái dữ liệu của chúng ta mất. Ở phía sau Synology có hai cái quạt để tản nhiệt cho 4 cái ổ cứng của cái hệ thống này. Về kết nối thì nó sử dụng hai cổng LAN 1G có tính năng Link Agreement, thì có thể kết hợp băng thông lại, có cho cái băng thông dữ liệu lên tới 2 GB trên dây. Synology DS918 Flirt thì có cấu hình khá mạnh nhờ sử dụng vi xử lý Intel Celeron, RAM 4G, cũng như là có hai khe M.2 để làm nhiệm vụ là kết dữ liệu. Ngoài ra thì cái ổ cứng này còn hỗ trợ cổng eSATA, thì cái cổng này nó cho phép chúng ta kết nối thêm 5 cái ổ cứng trong một cái hệ thống được bán rời của Synology, cũng như là hai cổng USB 3.0 để có thể backup dữ liệu dành cho những cái thiết bị lưu trữ bên ngoài. Và bây giờ là phần quan trọng nhất của cái video này, đó chính là những cái giải pháp mà Synology đã đem đến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp chúng ta có thể sao lưu dữ liệu của một doanh nghiệp như thế nào. Đầu tiên thì hệ điều hành DSM 6.2.1 thì có 4 cái ứng dụng mà bạn có thể lưu ý, đó chính là Active Backup for Business. Thì ứng dụng này nó có cho phép chúng ta có thể sao lưu được những cái dữ liệu từ một cái máy tính thông qua địa chỉ IP. Cái giải pháp này thì chúng ta có thể backup được những dữ liệu của máy tính Windows, Linux Server, chí là những cái hệ thống máy ảo từ xa. Công nghệ mà Synology áp dụng cho cái dòng ổ cứng này là nó có thể phân tích được những cái dữ liệu mà trùng lập. Nhờ vậy mà nó tiết kiệm được dung lượng khi mà chúng ta sử dụng Active Backup for Business. Cái tính năng thứ hai khá là thú vị đó chính là tính năng Active Backup for Google G Suite cũng như là Microsoft Office 365. Có thể bạn sẽ tự hỏi là tại sao chúng ta phải sao lưu cái dữ liệu đã có sẵn trên đám mây. Hãy tưởng tượng một ngày những cái dữ liệu như là Gmail, danh bạ, lịch làm việc cũng như là dữ liệu Google Drive bị mất ở trên đó, và chúng ta có sẵn một cái phiên bản backup ở trong NAS này và restore trở lại, thì rõ ràng là nó có phải là hay hơn không? Ngoài ra những dữ liệu này còn được lưu offline ở trong NAS, cho nên nếu mà trong trường hợp đường truyền kết nối Internet của cả công ty bạn có vấn đề thì chiếc NAS này sẽ là một cái cứu cánh để có thể phục hồi dữ liệu. Thì cái tính năng này nó khá là hay, mặc dù là cái phần thiết lập của nó phải trải qua rất là nhiều các bước thao tác và cần phải những người quản trị tài khoản Google G Suite mới có thể làm được. Tính năng thứ ba là Synology Drive. Thì cái tính năng này cho phép chúng ta sao lưu những cái dữ liệu trong một cái thư mục hoặc là nhiều cái thư mục trên máy tính. Cái hay ở tính năng này đó chính là hệ điều hành Windows, bạn có thể tạo ra được 32 cái version sao lưu khác nhau trên cùng một tập tin. Tức là giả sử như dữ liệu bị ghi đè lên thì bạn có tối đa là 31 cái file đã lưu trước đó và chúng ta có thể restore lại. Và cái tính năng này nó khá là hay vì nó lưu được toàn bộ cái dữ liệu vào trong cái NAS của máy tính cũng như là hỗ trợ rất là nhiều user profile. Tính năng thứ tư, tính năng cuối cùng mà mình giới thiệu là một cái giải pháp tổng thể để cho chiếc NAS này trở nên hoàn hảo, đó chính là Hyper Backup. Hyper Backup đó chính là khả năng lưu toàn bộ dữ liệu của chiếc NAS này qua một nguồn khác. Có thể đó là đám mây dịch vụ trực tuyến, Google Drive hay là Amazon S3, hoặc là một cái NAS khác cũng như là cái ổ cứng ngoài chúng ta có thể kết nối qua cổng USB. Thì cái điều này nó cho phép chúng ta backup dữ liệu trên cái ổ NAS một cách nhanh chóng cũng như là thuận tiện thông qua những cái thiết lập mà chúng ta thiết lập sẵn, thì từ đó hệ thống được hoạt động tự động và lưu trữ dữ liệu của chúng ta một cách an toàn hơn. Như vậy thì DS918 Flirt mang đến một cái giải pháp backup khá là trọn vẹn cho doanh nghiệp. Vì khi mà bạn chọn phiên bản này thì đây là một cái phiên bản khởi điểm để chúng ta có thể sử dụng những cái ứng dụng mà Synology đem lại, ví dụ như là Active Backup for Business, Active Backup for Google G Suite cũng như là Hyper Backup. Có những cái NAS ở phân khúc thấp hơn dành cho gia đình hoặc là dành cho doanh nghiệp nhỏ hơn thì nó có thể nó không có tính năng như vậy. Ngoài ra thì nếu mà bạn quan tâm đến những cái tính năng sao lưu dành cho người dùng cá nhân hay là sử dụng NAS để truy cập dữ liệu từ xa thì có thể đón theo dõi một số cái video của Tinh Tế trong thời gian sắp tới. Xin chào và cảm ơn các bạn.